Tiết học mở của lớp 21 trường tiểu học Lê Văn Thọ không diễn ra trong lớp mà được thực hiện ở vườn trường với rất nhiều cây xanh. Tiết học đặc biệt khi có ban giám hiệu và phụ huynh cùng tham dự. Học sinh được bố trí ngồi theo từng nhóm để thuận tiện cho các hoạt động. Tiết học mở của môn tự nhiên và xã hội với chủ đề thực vật. Tiết học bắt đầu bằng một bài hát Vườn cây của ba vui nhộn, sau đó học sinh bước vào bài học theo phương pháp chạm. Chạm 1, các em sẽ quan sát các cây có trong vườn trường và kể tên ba loại cây em biết. Qua chạm 2, các em sẽ nêu tên và nơi sống của các loài cây có trong tranh và chạm 3, giải đáp các câu đố vui. Đến dự giờ các tiết học, phụ huynh không chỉ theo dõi, còn đồng hành cùng các con qua các chạm. Là lần đầu tiên mà mình tham dự lớp học của lớp và ở trường. Thì hôm nay khi mà tới, mình cũng rất là bất ngờ khi mà các cô, các thầy cô chuẩn bị cái tiết học ở ngoài trời rất là chu đáo. Và cái sau khi mà tham dự cái tiết học thì mình thấy là các bé thì được trực tiếp quan sát các cái cây và có thể là trực tiếp sờ. Trực tiếp mà tiếp xúc với những cái cây thì sẽ giúp các bé là kiểu mà ghi nhớ những cái kiến thức nhanh hơn, cũng như là cô cũng tạo ra các cái trò chơi và các cái thi đấu á, thì mình thấy cũng khá là hay và thú vị ạ. Cái này thì hôm nay thì mình cũng quan sát được là bé ở trên lớp, bé như mình ở trên lớp như thế nào, và mình cũng thấy là bé xem có bé có tập trung vào cái bài giảng hay không. Thì cái việc này mình thấy là nên phát huy nhiều hơn, tại vì là thực tế là cũng có nhiều phụ huynh mà ở nhà cũng luôn luôn có một câu hỏi là không biết con mình ở trên lớp có tập trung vào bài không, vẫn học như thế nào. Thì chính xác là cái buổi hôm nay là mình biết được là bé như mình ở trên lớp là như cảm nghĩ của mình ngày hôm nay thì mình cũng rất là cảm thấy mình may mắn và cảm thấy tự hào của một cái điều kiện, một cái cơ hội để nhà trường tổ chức cái sự kết nối, cái buổi học ngoài trời như ngày hôm nay. Cụ thể là cái giá trị nhân văn mang đến là kết nối giữa các bé lại với các phụ huynh học sinh, giúp cho các bé và phụ huynh học sinh có sự thân thiết hơn, cảm thấy một cái sự đồng hành thiết thực hơn và giúp cho các bé cảm thấy tự tin hơn trên con đường học mình sau này. Đồng thời cùng với buổi học mà tạo một cái quá trình, một cái môi trường giữa thiên nhiên, giữa thực tế của các cây cảnh và cái sự nhìn nhận của các bé, thì mình thấy nó là một cái yếu tố rất là càng phải phát triển sau này hơn ở các nơi khác nữa, không dừng ở trường Lê Văn Thọ không. Năm học 2023-2024, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các trường tổ chức tiết học mở cũng như công khai các hoạt động của trường để phụ huynh biết, hiểu và từ đó đồng hành cùng trường trong việc giáo dục học sinh. Thấy thì tiết học ngày hôm nay nhằm mục đích là đưa phụ huynh đến gần với phương pháp giáo dục của nhà trường, cũng như là giúp cho các em học sinh cảm thấy là hạnh phúc, và trường học nơi đây là một trường học hạnh phúc, bởi vì nơi đây các em có thể chia sẻ những kiến thức, những tâm tư, những suy nghĩ của các em với thầy cô, với ba mẹ và với các bạn. Cho nên là tiết học xanh, lớp học mở đã đem lại được cái điều đó là tạo nên một ngôi trường hạnh phúc, giúp cho học sinh, phụ huynh và giáo viên đến gần nhau hơn, không những ở kiến thức bài học cũng như là ở các hoạt động khác. Đại diện ban giám hiệu trường tiểu học Lê Văn Thọ cũng cho biết, lớp học xanh, tiết học mở sẽ tiếp tục được trường thực hiện trong thời gian tới, mở rộng đi vào từng lớp học, chứ không chỉ đơn thuần là những tiết học mang tính chất chuyên đề. Cải thiện về sức khỏe, cho nên là không có vấn đề gì ha. Rồi, bây giờ...